La Masia từ lâu luôn được mệnh danh là lò đào tạo trẻ có chất lượng hàng đầu châu Âu. Chính nơi đây đã sản sinh ra thế hệ vàng của gã khổng lồ xứ Catalonia với những Messi, Iniesta, Xavi. Cho đến hiện tại, khi đội chủ sân Camp Nou gặp khó về vấn đề tài chính, công tác chuyển nhượng bị hạn chế cùng với những giới hạn ở quỹ lương, Barca không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào những tài năng trẻ mà họ đã đào tạo. Tất nhiên rất khó để La Masia mang đến một Messi thứ hai, nhưng họ cũng đã trình làng một sao mai khác với tiềm năng rất lớn, có thể là người gánh vác tương lai của Blaugrana sau này, đó là Lamine Yamal. Không phải tự nhiên mà Barcelona lại cho một cầu thủ mới 15 tuổi ra mắt trong màu áo của đội 1. Chắc hẳn Lamine Yamal phải sở hữu khả năng đủ đặc biệt để khiến ban huấn luyện Blaugrana cảm thấy ấn tượng. Và khi mà chúng ta chứng kiến sao mai của đội chủ sân Camp Nou chơi bóng, ta sẽ hiểu vì sao Yamal lại đặc biệt đến thế. Từ phong cách thi đấu cho tới kỹ năng cá nhân, tất cả đều rất đặc biệt với một cậu học sinh năm 2007. Lamine Yamal, sản phẩm của lò đào tạo La Masia, tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng anh chàng đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barcelona cũng như ghi bàn tại La Liga, phá vỡ cả hai kỷ lục trước đó do Ansu Fati và Fabric Olinga thiết lập. Không những thế, Yamal còn được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn kiến tạo La Liga trong thế kỷ 21. Yamal được đánh giá rất cao trong khả năng dây dắt và kiểm soát bóng. Cầu thủ sinh năm 2007 luôn là mối đe dọa với mọi hàng phòng ngự với các tình huống đi bóng khéo léo của mình. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp là một phần quan trọng trong cách tiếp cận của anh ấy khi thực hiện những đường chéo từ ngoài biên. Những pha dễ bóng của Yamal không chỉ bắt mắt mà còn hiệu quả, có mục đích và thường xuyên dẫn đến mối đe dọa tấn công trực tiếp. Anh ấy cũng là một cầu thủ có khả năng dê bóng tốt bằng hai chân và điều đó làm cho các tình huống xử lý của cầu thủ này trở nên khó đoán hơn đối với bất kỳ một hậu vệ nào. Về khả năng săn bàn, dù chưa khiến La Liga bùng nổ với số bàn thắng, nhưng Yamal là một tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt. Phong cách chơi của Yamal khá giống với Neymar hay Salah khi anh thường có những pha đi bóng từ hành lang cánh vào trong rồi tung ra những pha dứt điểm hiểm hóc. Cầu thủ trẻ của Barcelona rất tích cực tham gia vào tình huống tranh chấp tay đôi và không hề tỏ ra kém cạnh so với các thủ to cao khác. Thêm vào đó, cầu thủ này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nên đội ngũ thể lực của Barca đang tích cực giúp cầu thủ này cải thiện các chỉ số cơ bắp nhằm tăng cường sức mạnh cho cầu thủ này. Theo phân tích của Mundo Deportivo, khả năng phòng ngự của Yamal vẫn còn hạn chế. Khi chơi bóng cùng đội 1 Barca, việc tham gia phòng ngự ở cường độ cao có thể gây hao mòn thể chất và làm giảm khả năng tấn công. Do vậy, đội ngũ thể lực của đội chủ sân Camp Nou luôn cẩn trọng trong việc phân tích các thông số thể lực để Yamal hạn chế chấn thương ảnh hưởng đến quá trình phát triển cơ bắp. Trong suốt quãng thời gian thi đấu ở cấp độ trẻ, Yamal đã thể hiện bản thân là một cầu thủ tấn công vô cùng đa năng khi có thể đảm nhiệm hầu hết mọi vị trí trên hàng công. Sở dĩ Yamal có được điều này là bởi bộ kỹ năng tương đối toàn diện của mình. Với xu thế của bóng đá hiện đại, khi những cầu thủ chơi ở nhiều vị trí được trọng dụng, sẽ không bất ngờ nếu Yamal sớm trở thành trụ cột của Barca trong những mùa giải sắp tới. Kể từ màn ra mắt Barcelona cuối mùa giải năm ngoái, Lamine Yamal đã vươn mình trở thành trụ cột trong đội hình của gã khổng lồ xứ Catalan. Yamal sinh năm 2007 đã được xếp đá chính trong 15 trận tại đấu trường La Liga. Đồng thời Yamal mới chỉ không ra sân duy nhất một trận ở vòng 26. Vai trò cùng tầm ảnh hưởng của tiền đạo 16 tuổi ngày càng được thể hiện qua từng trận đấu với những màn trình diễn ấn tượng. Thông thường trong sơ đồ 3 tiền đạo của huấn luyện viên Xavi, Lamine Yamal thường được sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền đạo lệch phải. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn tận dụng nền tảng kỹ thuật xuất sắc cùng với cái kèo trái cực ngoan của Yamal trong những tình huống đột phá và trung lộ từ hành lang cánh. Với kỹ năng dây bóng xuất chúng, cầu thủ sinh năm 2007 không bám biên quá nhiều ở 1/3 sân cuối. Thay vào đó, Lamine Yamal liên tục nhận bóng ở khu vực giữa trung vệ và hậu vệ biên, rồi đưa ra những pha kéo bóng hay đột phá thẳng vào vòng cấm của đối thủ. Các pha đi bóng của Yamal đều rất quyết đoán và khoa học. Tiền đạo của Barca luôn quan sát kỹ càng mà không cắm đầu cắm cổ và dê bóng. Điều này bổ trợ rất nhiều cho khả năng đưa ra quyết định của Yamal. Lamine Yamal thường hoạt động chủ yếu ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của đối thủ. Cầu thủ người Tây Ban Nha thường trông chờ vào các tình huống kéo bóng lên sân đối phương từ các tiền vệ đội nhà để có cơ hội nhận bóng và thực hiện những pha đột phá. Phong cách chơi đầy quyết đoán của Yamal còn được thể hiện ở khả năng dứt điểm vô cùng bén với nền tảng từng chơi tiền đạo ở các lứa trẻ của Barca. Bàn thắng vào lưới của Mallorca là minh chứng rõ nhất cho khả năng sút bóng ấn tượng của Yamal. Thậm chí huấn luyện viên của Mallorca, Javier Aguirre còn so sánh Yamal với tượng đài của sân Camp Nou, Lionel Messi. Lần đầu tiên tôi thấy Leo Messi, khi đó cậu ấy mới 21 tuổi và tôi chỉ cần 5 phút để khẳng định rằng cậu ấy nhanh như chuột vậy. Lamine Yamal cũng sở hữu cách chơi tương tự Messi vậy. Tôi biết Barcelona luôn rất mát tay với những cầu thủ măng non. Nếu Yamal có thể duy trì được phong độ như này, cậu ấy sẽ mang đến nhiều niềm vui cho Barcelona.
Tất nhiên vẫn còn rất nhiều thứ mà Jerman cần phải cải thiện và phát triển nếu muốn vĩ đại như người đàn anh Lionel Messi. Tuy nhiên, với những màn trình diễn xuất sắc cùng sự tin tưởng tuyệt đối từ huấn luyện viên Xavi, Lamine Jerman hoàn toàn có cơ sở để trở thành một tượng đài ở Barcelona. Tất nhiên không có ai là hoàn hảo cả. Với một ngôi sao còn trẻ và đang trên con đường hoàn thiện bản thân như Jerman, anh sẽ còn phải học hỏi rất nhiều. Đương nhiên, cầu thủ sinh năm 2007 phải sở hữu nhiều điểm mạnh đáng kinh ngạc mới có thể được ra mắt đội hình chính Barca sớm đến vậy. Và nếu cải thiện được những điểm yếu còn tồn tại, hành trình phát triển của Jerman sẽ còn trở nên nhanh chóng hơn nữa. Những gì mà Jerman đã thể hiện tại Barca và đội tuyển Tây Ban Nha, chúng ta đều thấy điểm mạnh của cầu thủ trẻ này là sự đa năng. Anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, hành lang biên phải, hành lang biên trái cho đến vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, với cái chân trái rất ngoan của mình, sở trường của cầu thủ trẻ 16 tuổi này vẫn là ở cánh phải, nơi anh có thể sử dụng kỹ thuật, tốc độ cùng với đó là sự đột biến để qua người, sau đó xâm nhập vào vòng cấm hoặc ngoặt bóng ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm. Báo chí Tây Ban Nha cho biết Jerman là một cầu thủ rê bóng xuất sắc nhất của lò đào tạo La Masia tính đến thời điểm hiện tại. Việc bứt lên ở những thời điểm quyết định nhằm thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ ở hành lang biên là điểm đột biến của sao trẻ này. Khả năng dứt điểm cùng với đó là nhãn quan chiến thuật của Jerman cũng được đánh giá rất ấn tượng. Xavi đã xem anh đơn thuần không còn là một ngôi sao trẻ. Ông coi Jerman như một cầu thủ bình thường khác, có khả năng đáp ứng được chuyên môn như những cầu thủ ở đội 1. Điều đó cũng chứng tỏ Jerman là một nhân tố khá toàn diện ở độ tuổi 16 và hứa hẹn sẽ bước ra ánh sáng trong tương lai gần. Thậm chí các cu lê hoàn toàn có thể kỳ vọng Lamine Jerman sẽ là người thừa kế Messi tại cam đầu với cái chân trái khéo léo của mình. Đương nhiên rồi, Lamine Jerman cũng có những điểm yếu nhất định giống như mọi cầu thủ khác. Đầu tiên, sao trẻ này có thể hình khá hạn chế và rõ ràng đó là điểm bất lợi nhất định trong mỗi pha tranh chấp bóng hay tì đè với đối thủ, nhất là ở môi trường bóng đá rắn tại La Liga. Điều này đã thể hiện rõ phần nào một vài trận đấu mùa giải năm nay. Jerman đã thất thế hơn khi những cầu thủ to con truy cản và không thể tận dụng được tốc độ của mình. Đi kèm với đó, khả năng không chiến cũng sẽ là điểm trừ với sao trẻ này. Tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề quá lớn khi Barca không ưa chuộng lối đá tạt cánh mà chỉ thiên về kiểm soát và tấn công trực diện. Với nhiều cầu thủ trẻ, việc sở hữu tài năng đặc biệt vượt trội so với số đông dễ khiến nhiều người mở mắt về vinh quang. Nhưng Lamine Jerman có vẻ không nằm trong số đấy. Cậu có kỹ thuật và tài năng vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng luôn được mọi người yêu quý vì tính cách tốt, không tỏ vẻ siêu sao và đặc biệt là tinh thần chơi bóng cực kỳ đồng đội. Chính những điều này đã khiến Jerman lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Xavi và ban huấn luyện, bởi Barca luôn được biết đến là đội bóng đề cao tính tập thể lên hàng đầu. Lớn lên ở Mataró, xứ Catalonia, nơi anh sinh ra với cha là người gốc Maroc và mẹ là người Guinea xích đạo, Jerman gia nhập La Masia ở cấp độ 7 người. Do đại dịch cũng như thực tế là anh luôn dẫn đầu lứa tuổi của mình, cầu thủ trẻ này chỉ mới có 3 mùa giải làm quen với việc chơi bóng đá 11 người. Thời điểm năm ngoái, Jerman vẫn còn trong khu tập thể của Barcelona ở sân San Juan Despí, La Masia. Ở đây cậu được rất nhiều người yêu mến nhờ có một tính cách rất tốt mặc dù còn nhỏ tuổi. Jerman là một người khiêm tốn và đôi khi có phần nhút nhát. Nhưng đó lại là tính cách khiến cậu được mọi người nơi đây hết mực yêu quý. Cậu nhóc có sở thích ăn pasta và rất khoái đồ ngọt. Giống như những cầu thủ trẻ trong lò đào tạo, Jerman luôn làm theo những lời khuyên hữu ích từ giám đốc Mike Puig một cách cặn kẽ tới từng chi tiết. Ở những năm tháng chơi cho đội Infantin B do huấn luyện viên Albert Puig dẫn dắt, Lamine Jerman tiếp tục ghi được rất nhiều bàn thắng và các pha kiến tạo cho đồng đội. Tất nhiên ghi bàn và kiến tạo nhiều là điểm cộng rất lớn cho những cầu thủ trẻ ở thời điểm này. Nhưng thứ mà huấn luyện viên nhận ra ở Jerman lại không chỉ dừng lại ở đó. Không hề giống với những cầu thủ có năng khiếu kỹ thuật từ nhỏ, Jerman luôn thể hiện trên sân là một cầu thủ chơi rất đồng đội. Cậu nhóc hoàn toàn không có tính ích kỷ hay quá độc lập khi chơi bóng với những đồng đội xung quanh mình. Khi bản thân giỏi hơn đồng đội và cả đối thủ, bạn rất dễ có xu hướng muốn chơi bóng theo kiểu cá nhân. Nhưng Lamine Jerman lại không bao giờ bị thứ cám dỗ ấy khuất phục. Thứ bóng đá mà cậu mang đến ở độ tuổi này rất bùng nổ, nhưng bên trong vẫn ngập tràn tinh thần đồng đội. Với Jerman, mục tiêu tôn chỉ của cậu là chiến thắng. Cậu nhóc này không hề quan trọng việc mình có phải là người ghi bàn hay không. Miễn là đội bóng giành được lợi thế thì Jerman sẵn sàng cống hiến mọi thứ. Chơi giỏi, thi đấu hoa mỹ không phải là từ để phô trương tài năng của Jerman. Cậu không dùng những kỹ năng thiên phú của mình chỉ để biểu diễn cho đẹp. Những pha rê bóng hay chạm bóng chính xác của Jerman chỉ nhằm mục đích duy nhất là phá vỡ hàng phòng ngự đối phương, sau đó mở ra những cơ hội ghi bàn cho cả đội. Bóng đá của Jerman sẽ khiến người xem rất thích mắt, nhưng bên trong đó vẫn tràn đầy sự hiệu quả và thực tế. Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về sao mai đang lên trong màu áo của Barcelona, Lamine Jerman. Với những gì đã và đang thể hiện, cầu thủ sinh năm 2007 được hứa hẹn sẽ là tương lai đáng mong chờ của đội chủ sân Camp Nou. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số giải mã ngôi sao lần sau.